đoàn nhà trai đi áp đảo nhà gái. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn về phía trước. Người sau chẳng nhìn trước. quay như thế, quay như này mới hoành tráng. Đây là em Ngọc. Em Ngọc nhà ta. Còn đây là em Phượng. Em Thảo đâu? Em Thảo mất tích rồi. Đây là chú rể đây. Mời quý vị và các bạn xem chú rể. Đây đồng quê hương mà hôm nay người ta không ở đây mất rồi. Cho đâu? Cứ cho vào trong để vào. Cái gì để xe này? Quay anh là cháy máy đấy. Chả sao? Cháy đi nữa là hỏng. Để xe này đi. Để ngoài này. Để đây. Đồng thế. Để đây anh trông thoa. Đây là anh Cường Nguyễn Nguyễn Cường. Đâu chung?
và có nghĩ sao ra lại không? Xin nó bớt mùa. Vì không nhận thấy vậy làm gì ký đẩy à? Xe này vướng quá. Anh này là anh gì em không biết tên. Nói chung chung là em gọi em anh thế nào được. Thì em cứ gọi là anh thôi. Xin mời các chị và các bạn đến với đại diện của đoàn chúng ta. Xin mời các bạn đến với đại diện của đoàn chúng ta. Xin mời các bạn đến với đại diện của đoàn chúng ta. Kính thưa các bạn chị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn người xa đến đang không quản đường xa xôi, mừng lần lại trả tiếp chuyến vượt đỡ chút thời gian mặc ngọc trên quảng trường phòng cưới của đại gia đình ngày hôm nay đón một niềm cổ vũ to lớn đối với mình. Giờ vòng của đây thăng đình cũng như đó là những dòng và chia sẻ. Ông xin mời các cụ, các bà, cũng như toàn thể cô chú, các bác và đàn nam nữ thanh niên hãy tình nhiên ăn chấu nước và để cùng nhau vui, và để cùng nhau chúc các cụ giàu và chia sẻ trong buổi chiều nay. Giờ vòng của đây cũng xin mời chị và các bạn là ban tập tân dịch vụ phòng cưới của dân trẻ gái hãy từ trường mang bánh kẹo nước thuốc là từ đón khóa gà cũng là thay từ đối đấu. Giờ vòng của đây thăng đình mời các xin mời các mời. Chụp về nhá, quay đây, mày quay anh nữa nhá. Kính thưa các bạn chị và các bạn mến, giờ mới có trải qua những năm tháng khắc khao và chờ đợi, trở thành hạnh phúc của hai bạn trẻ ngày càng trên lại gần nhau hơn. Và đợt dù một ngày nào đó, sinh nhật thường đã làm chương trình trở nên gần gũi và cũng như các bạn vượt qua những bàn thử những nhau trong sáng và chung thủy. Và để cho đến hôm nay, đem lại vô số người làm, khuyên với chị vui vẻ đôi, cùng an sinh hoạt bề đời, lá và gắn mái phần ngàn lời ca. Anh xin nguyện cùng an sinh đời hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị,
Kính thưa các bác chị và các bạn thân mến, dạ vâng, một lần nữa cũng được lời chúc mừng và chúc thể. Tôi xin mời các cụ, các bà, cũng như toàn thể cô chú bác thân mến, nam nữ thanh niên, hãy tình yêu đón cháu nước và để cùng nhau vui, để cùng nhau chúc phúc cùng nhau và chúc thể trong buổi chiều nay. Kính thưa quý vị, kính thưa các bác chị và các bạn thân mến, trong ngày vui này, tiết nhung nhớ chân vàng, hương từ lửa cả bầu trời thiết tha. Hôm nay hai họ gần xa, vui chung nhớ thước chén trà đậm hương, thức thơm hương ngát trên duyên, trà xanh vị đậm hương thơm chén trà. Chúc lên thay mặt làm cho đôi lời phát biểu cũng lời khuyên. Kính thưa quý vị, kính thưa các bác chị và các bạn mến, sẽ đây những gái tôi này cùng dàn họ trai cùng lên xin dâu và có đôi câu với quân hạ ta. Dạ vâng, lúc này thay mặt đình cũng như đôi lời chúc dâu và chúc rể, vâng xin được trân trọng giới thiệu ông chủ nhà trai cũng đôi câu xin dâu. Dạ vâng, lúc này thay mặt đình cũng như đôi lời chúc dâu và chúc rể, vâng xin được trân trọng giới thiệu ông chủ nhà trai cũng đôi câu cho dâu xin dâu. Về lúc này thay mặt đình vâng xin mời ông. Vâng, vâng, đây, vâng, vâng. Và đây là chị béo nhất trong này, Đại Mát Tinh. Sao vâng, lúc này thăm đình cũng như đất lời chúc dâu và chú rể. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông chủ phòng cha cũng được đôi xin dâu. Sao vâng, lúc này thăm đình, vâng xin mời ông. Vâng.